Mình không hợp cái chỗ này rồi, mình sai rồi các bạn ơi. Trời ơi, tán gái mà. Tán gái dữ lắm mà. Con cá thì sống ở dưới nước, cặp bạn sống ở đây nè. Hello, chào các bạn đã trở lại với nhau ở trên channel Wish. Hôm nay mình có con mèo ở đây. Ineri. Con mèo là con cáo. Đố mèo anh biết tôi là ai. Hôm nay thì bọn mình sẽ quyết hành hạ nhau bằng một cách. Đấy là bọn mình sẽ thả thính nhau, chọc nhau cười bằng các câu nói. Và nếu đứa nào thua thì sẽ bị đứa kia vẽ lên mặt. Hai cái này là hai dụng cụ bọn tớ sẽ vẽ lên mặt. Tức là nếu mà mình thắng, mình chọc được Hiếu cười thì mình sẽ dùng son tô vẽ lên mặt làm cái gì bằng son cũng được. Còn nếu mà mình thua thì Hiếu sẽ xài chỉ cái vẽ lên mặt mình. Tôi bị xài cái này nha. Trời ba, vặn lại thì chọc vào nó gãy luôn bây giờ. Cố nhà chồng được. Không, tóm lại là bây giờ là bọn mình sẽ dùng những câu nói thả thính hoặc chọc cười như thế nào đấy bằng lời nói thôi để chọc đối phương. Đứa nào cười là đứa đó thua và hình phạt sẽ là vẽ lên mặt. Bây giờ bọn mình sẽ tù xì. Ôi, tù xì. Tù xì con kỳ. Không, cái này như tôi kêu là bao xiên sùm. Cái gì vậy má? Bao xiên sùm. Cái gì? Bao xiên sùm. Bao xén sùng. Xín sùng. Xín sùng. Xín sùng. Đó vậy đó. Là tóm lại là kéo búa bao. Đào búa kéo. Gì mới nói vậy? Đào búa kéo. Kéo búa bao. Đào búa kéo. Đào là sao? Đào là đào. Bao búa kéo luôn. Đào búa. Đó, mày thấy chưa? Đứa nói mà đứa kia không cười á thì bị tô đúng không? Ừ. Mà đứa kia cười là đứa kia bị tô đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Nào. 2 3 Tan ra. Bây giờ 1, 2, 3 nha. Từ từ, cười nốt cái còi. Bây giờ tôi đến 1, 2, 3 bạn cũng không. 1, 2, 3. Cầm đi. Biết gì không? Tiền mua nụ cười của bạn đó bạn. Lớn cười. Nhạt nhẽo, xịt trên 2000. Mày nghĩ nó cười là 2000 hả? Ờ. Đây, sẽ quánh son cho mày. Nhạt nhẽo, xịt thì anh nhớ thế nào? Tán gái cũng nhạt nhẽo vậy thôi. Lại gần đây. Ừ, son thơm, lại gần đi. Come on baby. Một đường thôi nha. Một đường, đúng một đường. Dừng nét một cái là thôi. Nó quậy 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 quậy. Ừ, đúng rồi. Có tầm xíu, một đường thôi. Xong với bạn à. Anh ra anh anh nghe. Nhà anh có nuôi chó không? Sao lại không thích chó à? Sao không thích? Sao bắt đầu á? Anh bị câm à? Nhưng mà cũng đẹp trai. Không sao. Anh không thích nuôi chó vì nó sủa hay là vì anh không nói chuyện được với nó? Nếu mà không có chó ấy thì anh có em được không? Cái gì các bạn, nó hỏi mình nhiều quá cho nên mới mất cười. Do đâu yeah. Anh có hiểu à? Đâu có ai quy định mà nói một câu đâu. Sao đưa mà lại đấy, mình không hợp cho vào chỗ này rồi. Xinh nè. Học cái chỗ này rồi, mình sai rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình thuộc tán gái mà. Tán gái dữ lắm mà. Bạn biết bạn với cái con cá nó khác nhau chỗ nào không? Không. Con cá sống ở dưới nước, còn bạn sống ở đây nè. Thôi gãy rồi, má nhạy thôi. Quá đáng. Vô tình gãy mình lời bạn. Ôi sao nó quậy mình nhiều vậy? Em muốn hỏi anh một vấn đề từ lâu rồi là thích con trai hay con gái? Con gái. Em thì con gái con trai cũng được, chỉ cần là con anh. Nói về
Vẽ nhẹ đừng có tì, trời ơi, vẽ gãy mất. Vẽ đâu có tì đâu. Cái đường này là cái đường của bao công đó. Người ta là vầng trăng nhá, không phải là dâu. Thì vầng trăng đó. Chết. Tại vì vẽ thôi, đừng có một đường là xíu tôi sẽ. Chết. Đừng có mà trò vẽ thêm một đường nữa. Đố bạn màu gì đẹp nhất? Không biết. Màu mắt tôi không biết. Cười đi, cười đi, nhưng mà cười đi. Tại vì biết sao không, mắt hơn quýt gieo lên. Cái này tao hồi tẩy được không? Mà mấy cái mặt tia được vậy? Chân anh có bị tật không? Không. Tại sao tim anh lại chặt chội đến vậy? Cái liên quan gì trời? Thì em chạy mãi không vào mà anh cũng không chạy tới em. Tôi biết là tôi dễ rồi đó. Hả? Tại biết sao không? Nó phòng thủ rồi. Nó kiểu như là mày nói thì bố mày không cười đấy. Mày kiểu bố mày thích thính à. Hoàn thành cái tác phẩm mà trăng đề. Đừng có vẽ vời chỗ khác nữa. Chạy tôi. Tôi thích vẽ cái mày gì. Mày đừng có tì mạnh nha. Nhạt nhạt là nó ra rồi à. Ok ok. Bây giờ mình có ý tưởng rồi. Nhạy là gì mà tao vậy? Thật bạn đấy. Tôi hỏi rồi. Bạn phải nhìn sâu vô đôi mắt tôi nha. Bạn có thấy mùa này ở Sài Gòn nó lạnh không? Không. Thôi thua. Thua không biết tôi hỏi gì nữa. Khủng hả mày? Không biết hỏi gì luôn. Bạn nhìn vào sâu đôi mắt tôi nha, đeo cái mặt nạ không hiểu. Bạn thấy Sài Gòn mùa này lạnh không? Thì hả bác? Thôi dễ đi. Đáng yêu quá à. Gì chú? 30 chưa phải là Tết. Đúng. Mình không phải là bạn chưa chắc đã hết. Bởi vì em có thể là người yêu mà. Chơi mà chọc cười. Làm gì trời? Tìm lại gáy nó rồi nó bảo ơi. Có thấy không lợn nè. Đố bạn mấy cái hình trên mặt bàn nãy giờ có ý nghĩa gì? Thần kinh. Đó là mật khẩu mở khóa trái tim tôi. Cửa chắc luôn. Quay qua đây. Quay qua đây. Đang cập nhật thêm cái mật khẩu mới. Mỉ mò lên. Đừng có nhí. Nó gáy nó chở. Ông ơi gáy. Giờ giờ nên làm hành động sexy hả? Không, khùng người ta đang nghĩ. Người ta lắc lắc để cho lắc. Như nào bạn để, mình lắc để cho não rơi rơi ra. À là lắc não hả? Não ở trong đây lắc được luôn. Yeah. Não trong đây lắc được luôn nha mọi người. Rồi, nào được chưa? Rồi, hết rồi đi. Anh có biết là ngoài nước thì cơ thể con người không thể thiếu cái gì được không? Biết. Thiếu gì? Tình yêu. Sai bét. Mà chỉ có mình em không thể thiếu anh thôi. Nhạt quá. Định nói cái khác mà. Nói gì? Mà cuối rồi. Thì nói cái gì mà lúc anh nghĩ ta hay lắm hoặc cơ thể cái gì có cái công mà không cần đi sao nữa. Đi sao mà không nhớ không? Không. Lắc não á. Não nó bị lắc rồi đó. Nó đau ngược á. Mặt nó tội nghiệp lắm các bạn à. Anh là không hề. Vui vậy xong kiểu về thôi. Không chơi nữa. Thế rồi. Cái lúc mà bình thường á, luyện tập á, tôi giỏi hơn. Thế sao em thua được? Tại vì là cái cơ miệng của tôi là lúc nào nó cũng lên như này, nó dễ cười. Thật ra là cười nãy giờ là tính là nghe răng, hoặc là cười từ con mắt cười ra chứ không phải cười. Là cười đâu. Nãy giờ mình tính điểm rất là chính xác. Đừng có... Ok. Ok. Chơi thì
chịu. Thì thôi, mình không giỏi trả thính các bạn ạ. À, mọi người có thể ghé thăm fanpage và Instagram và Insta của Hiếu. Và thế thôi. Lại nhạc, lách não cho mặn, mặn cái nào. Lách não với mặn cái rồi chào kết nào. Thôi mệt, thôi mệt. Thôi mệt, thôi mệt. Thôi mệt, thôi mệt. Thôi mệt, thôi mệt. Để tao lách nhiều vô và chào kết cho nó mặn nha. Hay quá. Trời.